Sau một tuần tranh tài sôi nổi, giải bóng rổ Nam khối Trung học Phổ thông tỉnh Đồng Nai năm 2023 đã chính thức khép lại. Trưa nay bằng trận chung kết đầy kịch tính và hấp dẫn giữa trường Trung học Phổ thông Nam Hà và trường Trung học Phổ thông Long Khánh. Năm nay giải có sự tham dự của 19 đội bóng đến từ các trường Trung học Phổ thông trong tỉnh Đồng Nai, trong đó có nhiều đội có trình độ khá mạnh. Như trận chung kết này chẳng hạn, cả hai đội trường Trung học Phổ thông Nam Hà và trường Trung học Phổ thông Long Khánh đã mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn khi tỷ số luôn được cân bằng ngay từ hiệp đầu tiên. Trận chung kết cũng mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Con thấy vui, thấy được kiểu mấy bạn chơi cũng hay nữa nên là con rất là phấn khởi khi đi này. Và đây cũng là một cái gọi là một cái trải nghiệm ngoại khóa, đó là đáng để các bạn đi. Trường Trung học Phổ thông Nam Hà dẫn điểm ngay từ đầu hiệp đầu tiên và luôn dẫn trước nhưng không quá xa so với đối thủ. Và ở hiệp đấu cuối quyết định, các vận động viên trường Trung học Phổ thông Long Khánh đã thi đấu đầy nỗ lực để giành chiến thắng với tỷ số 34-25. Một sự tiếc nuối không hề nhỏ đối với rất nhiều cổ động viên trường Trung học Phổ thông Nam Hà. Đây thực sự là sân chơi cho các em đam mê bóng rổ trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Các cái giải đấu như thế này sẽ là cái điều kiện, cái môi trường để các em học sinh được thể hiện được cái khả năng sở trường và đặc biệt là cơ hội để chúng ta tìm kiếm những cái tài năng có năng khiếu, có khả năng để chúng ta phát triển trở thành những vận động viên thành tích cao, đóng góp cho nền thể thao của tỉnh nhà trong cái thời gian tới. Kết thúc giải, ban tổ chức trao chức vô địch cho trường Trung học Phổ thông Long Khánh, trường Trung học Phổ thông Nam Hà đoạt chiếc áo quần của giải.